Chào các em. Như vậy là sau một thời gian dài, chúng ta mới lại gặp nhau hôm nay. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải vòng số 13 Vinlobit của khối lớp 7. Như thường lệ là thầy sẽ giải đến 3-4 nick để các em góp nhặt kinh nghiệm để mình chuẩn bị bước vào cái vòng thi huyện, vòng thi tỉnh sau Tết ha. Những em mà có tham gia khóa học 1-2 của thầy á, thì các em còn thường xuyên gặp được thầy đúng không? Còn những em mà không có tham gia khóa học thì hôm nay mới gặp nhau khá nhiều ngày rồi. Rồi các em chuẩn bị nháp và máy tính bỏ túi ha. Bài thi số 1, bức tranh bí ẩn. Câu 1. Giá trị nhỏ nhất, thì cái loại này mình đã làm nhiều ở trong khóa học V71 rồi ha. Thầy không có nhắc lại cách làm nữa. Em nào mà tham gia khóa học V71 thì cái này nó nắm vững hơn, vững chãi hơn. Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cái cách làm việc luôn. Cách làm việc đối với bài này như sau. Bây giờ các em tạm quên cái dấu trừ, tạm quên cái dấu trừ đằng trước số 15 đi. Các em đặt cái A phẩy. A phẩy là bằng 15 trên giá trị tuyệt đối của x trừ 4 ha, cộng 1. Thì các em sẽ nhận ra một điều là A mà nhỏ nhất, A lớn nè, A lớn là cái đề này nè, A mà nhỏ nhất á, khi A phẩy lớn nhất, đó, A phẩy lớn nhất, thì gắn dấu trừ vô rồi nó thành nhỏ nhất thôi. Mà muốn A phẩy lớn nhất á, thì các em để ý là cái mẫu nó phải nhỏ nhất. Cái mẫu số, tức là x trừ 1, trị tuyệt đối cộng 1 nó phải min. Một phân số có tử không đổi là tử dương rồi. Thì phân số đó muốn lớn nhất thì mẫu phải nhỏ nhất. Mà muốn mẫu nhỏ nhất thì giá trị tuyệt đối của x trừ 1 này nè phải nhỏ nhất. Anh này phải min. Tức là suy ra anh bằng 0 đó. Anh bằng 0. Mà khi anh bằng 0 thì cái này bằng 15. 0 cộng 1 là 1, 15 chia 1 là 15. Thì A phải lúc đó là lớn nhất là bằng 15. Thì A min sẽ là âm 15 các em nhé. Đây, người ta để hai cái lừa nhau nè. Nhưng mà mình lấy âm 15. À. Cái này thì bấm máy thôi. 0,5 trừ cho 8 thì bằng trừ 15 phần 2. Các em chọn cái này là đi liền á. Cái này nè, trừ 7,5 ha. Câu 3. Trước khi qua câu 3 thì thầy cũng nhắc các em là thầy đã lên lịch mở khóa học V73 ha. Các em lên trang web của thầy để xem thông tin, để chuẩn bị đăng ký để thi huyện thi tỉnh ha. Trang web buổi ngôn luận wordpress.com như thường lệ. Trở lại bài này. Các em coi cả cái biểu thức ở trong cái dấu giá trị tuyệt đối lớn nè. Tức là trị đối của x cộng 12 được cộng thêm 2 mũ 3 là một số. Thì giá trị đối của số đó bằng 8. Vậy nó có hai khả năng là số đó bằng 8 hoặc là âm 8 ha. Hoặc là âm 8 các em nhé. Nhưng mà các em để ý nè, cái giá trị tuyệt đối thì luôn luôn lớn hơn hoặc thấp nhất là bằng 0, rồi cộng thêm 2 mũ 3 nữa thì không thể nào ra số âm được. Như vậy mình bỏ đi cái trường hợp này à. Từ đây các em suy ra là cái giá trị đối này chính là bằng 0. Vì sao vậy? 2 mũ 3 bằng 8 mà. Như vậy là 8 trừ 8 sẽ bằng 0 thôi. Từ đây mình suy ra x sẽ bằng âm 12. Vậy nghe. Câu 4.
Số nào mũ 2 lên bằng 100 có hai số lượng 10 và âm 10, các em tập thói quen nó đi. Đa số các em chỉ chọn số 10 thôi. Thì ở đây nếu người ta đòi ít lớn hơn 0 và mũ 2 lên bằng 100 thì ta chọn 10. Còn nếu người ta đòi ít âm và mũ 2 lên bằng 100 thì các em phải chọn âm 10 đó nha. Câu 5. 1/4 trừ cho 2/3 trừ 5/12 các em. Câu 6. Cái này các em tính máy cũng được, 9 mũ 2 cộng 12 mũ 2 là nó ra 225, rồi lấy căn nữa là bằng 15. Câu 7. Lại là bài toán minh mắt giá trị lớn nhất nhỏ nhất ha. Thì muốn cái này nhỏ nhất á thì các em để ý nè. Cái biểu thức A thực ra nó bằng gì? Thực ra nó bằng âm 6 cộng cho giá trị tuyệt đối của x cộng cho 2 thôi. Thì âm 6 này vĩnh viễn không thay đổi được nó rồi. Còn cái giá tuyệt đối này thì có thể lớn hơn hoặc bé hơn. Giờ cái này bé nhất là bằng 0. Cái giá tuyệt đối này bé nhất là bằng 0. Rồi cộng với âm 6 nữa. Như vậy giá trị thấp nhất của A sẽ là âm 6. Đạt được khi x bằng âm 2 đó. Cái bài này thì đây là một bài mẫu ở trong khóa học V72 của thầy luôn. Đây chính là một bài ví dụ trong khóa học V72 luôn đó. Trừ 2 nhân cho x cộng 4 phải bằng 0. Thì chỉ có 3 mũ 0 mới ra 1 được thôi. Giờ hai thừa số nhân nhau bằng 0 thì ta xảy ra hai trường hợp. Thừa số thứ nhất phải bằng 0 hoặc là thừa số thứ hai bằng 0. Một trong hai thừa số bằng 0 thì nhân lại cái tích này sẽ bằng 0 thôi. Vậy x sẽ bằng 2 nè, hoặc là x bằng trừ 4 các em nhé. Mà người ta yêu cầu x là nhỏ hơn 0, vậy mình chọn cái x bằng trừ 4 ha. Còn x bằng 2 thì mình loại. Đây, x bằng 2 là lớn hơn 0, x bằng trừ 4 là mình lấy nè. Mình lấy ha. Còn cái này là loại. Bởi vì nó dương mất rồi, người ta đòi x âm mà. Các em nhớ là khóa học thứ 3 đây, thầy sẽ mở vào ngày 27 tháng 1 2017, tức là ngày giao thừa đó. Chắc nhiều đứa nghĩ ông thầy này ông bị khùng sao mở ngày giao thừa. Nói thiệt là thầy cũng bận lắm các em. Thì ngày đó thầy mới mở được. Em nào mà tới đó vừa thức vừa đợi giao thừa học cho vui ha. Là chúng ngày giao thừa là cúng cúng ông bà luôn á. Ông bà mà thấy có em mà ham học thì chắc là phù hộ cho các em đậu thôi, chắc chắn luôn ha. Rồi câu hỏi số 9. Ồ, y chang cái bài hồi nãy luôn. Như vậy là x trừ 2 x cộng 3 phải bằng 0, vậy x sẽ bằng 2 hoặc là x bằng trừ 3. Và lần này thì ta lại loại anh dưới lấy anh trên. Bởi vì đề bài bây giờ người ta đòi ít, ít dương mà. Đúng không? Giờ anh này ta lấy ít bằng 2 kìa. Cũng không khó lắm nha. Tôi thích bài đề khó khó một xíu. Con rắn bao giờ cũng ra trước hết. Rồi. Góc phần tư thứ nhất. Giờ thầy ôn lại về mặt phẳng tọa độ cho các em nha. Trong khóa học V73 thầy sẽ dạy rất nhiều vấn đề mới các em nhé. Nó dùng để thi cấp huyện bảng A, bảng B luôn. Bảng A thì nó gồm những cái tỉnh và thành phố rất là mạnh như là Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ vân vân. Nhưng mà nói thì nói chứ cũng đừng có sợ các em. Toán học thì ở đâu nó cũng vậy à. Nha. Các em chăm chỉ theo sự hướng dẫn của thầy đi. Là không có phải sợ bằng A, bằng B gì hết á. Học theo giáo trình của thầy là các em phải sợ bằng A, bằng B gì hết á. Rồi, đây là cái mặt phẳng tọa độ mà các em hay được học ở trên lớp nè. Này gọi là mặt phẳng tọa độ OD hay là hệ trục tọa độ OD. Đây là góc phần tư thứ nhất nha. Cái góc
này là góc phần tư thứ nhất, rồi theo chiều kim ngược chiều kim đồng hồ này, chỗ này là góc phần tư thứ nhất, thì bên này là góc phần tư thứ hai, xuống đây là góc phần tư thứ ba, đây là góc phần tư thứ tư, đó. Bây giờ các em coi thử trong những điểm này thì điểm nào nằm ở góc phần tư thứ nhất. Thì những điểm mà nằm ở góc phần tư thứ nhất là hoành độ và tung độ của nó đều là số dương các em nhé. Thầy lấy ví dụ như điểm M này. Điểm M là 1, 3. À. Đó, nằm trong góc phần tư thứ nhất nè. Hoành độ nó là số 1 dương, mà tung độ là số 3 cũng dương luôn. Như vậy điểm N cũng vậy. Điểm P là bỏ rồi đó. Điểm P là nó nằm ở góc phần tư khác rồi. Điểm P là bằng trừ 1, 2 chẳng hạn. Ở điểm P nó nằm tút lút bên này. Trừ 1, 2 này. Nằm bên góc phần tư thứ hai rồi. Vậy tóm lại là cứ hoành độ và tung độ là số dương đó, là các em cho cho góc phần tư thứ nhất. Đây, 1, 2 và đây là 3. 3 ha. Con khỉ. Tất cả các giá trị x có kết quả tính giá trị đối x lớn hơn 2, nó sẽ là x lớn hơn 2 hoặc là x nhỏ hơn trừ 2. Đây, đây kìa. Ví dụ như là bắt đầu từ 3, 4, 5. 3, 4, 5 hoặc là âm 3, âm 4, âm 5 ha. Đây là bán này. Sang năm là con gà phải không? Chụp cổ con gà cho thầy. Wow, cái gì lung tung vậy? Rồi, đừng có sợ. Theo đề thì mình có là hiệu tổng tích tỷ lệ với 1, 7 và 24. Như vậy là mình có x trừ y này. Phần 1 sẽ bằng x cộng y phần 7. Cái này là một bài học ở trong khóa học V72 các em nhé. Một ví dụ trong khóa học V72 hay sao. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý cái dữ kiện này. 1, 7, 24. Hiệu tổng tích tỷ lệ với cái đó. Rồi, cũng dễ thôi. Theo đề thì người ta cho ba cái này bằng nhau. Thì tạm thời thì cần hai cái để làm việc thôi. Thầy lấy hai cái này để làm việc thôi nha. Rồi, theo tính chất giải tỷ số bằng nhau thì thầy cộng cái tử lại. X trừ y cộng x cộng y. Ở dưới là 1 cộng 7. À. Như vậy nó sẽ bằng gì? Trừ y mà cộng cho y là hết nè. Đối nhau mà. Còn x cộng x là sẽ thành 2x kia. Như vậy là ở trên tử nó sẽ thành 2x. Còn dưới mẫu thành 8. Rồi thầy bỏ cái này đi. Thôi để vậy cũng được. 2x trên 8. Thì thầy rút gọn. 2 dưới 8 là còn x trên 4. Đó. Như vậy là x trên 4 là bằng các cái tỷ số này ha. X trên 4 bằng 2 tỷ số ban đầu. Mà 2 tỷ số ban đầu thì nó cũng bằng cái hồi nãy thầy xóa đi á. Tức là x y phần 24. Này. Bằng x y phần 24. Bây giờ gia nhập thêm cái anh này nữa. X trên 4 nữa. Bằng 2 hàng đầu. X trên 4 bằng 2 hàng đầu. Thì cũng bằng thằng này. Rồi giờ các em nhìn kỹ cái này, các em lấy cái phần này ra làm việc thôi. Vì cái này bằng cái này, cho nên mình sẽ tính được y các em ạ. Hai bên có x với x, mình bỏ đi, giản lược đi, hai bên què nhau á. Như vậy là mình còn lại là y trên 24 là bằng 1 trên 4. Từ đây các em sẽ tính được y. Y sẽ bằng 24 nhân 1 chia 4. Tức là Y bằng 6. Xin lỗi. À đúng rồi. Y bằng 6. Xong Y rồi thì mình tìm X. Tìm X thì mình cũng làm Y như vậy các em. Đây. Cái khởi đầu. Thầy trở lại cái khởi đầu ha. Hồi nãy là thầy lấy tử cộng tử. Còn giờ là thầy lấy tử trừ tử. Tử là x trừ y nè. Bây giờ thì trừ cho x cộng y. Ở dưới là 1 trừ 7 là bằng âm 6. Ở trên này. Ở trên này là x trừ y thầy bỏ ngoặc ra. Không có phải đổi dấu gì hết. Còn trừ x cộng y lúc bỏ ngoặc là phải đổi dấu bên trong. Là thành trừ x trừ y. Suy nghĩ kỹ sẽ hiểu thôi. Rồi x trừ x là hết các em nhé. Rồi còn lại trừ y là trừ 2y. Ở dưới là trừ 6.
Rút gọn trừ 2 với trừ 6 vậy ta còn là y trên 3. Đó. Và tiếp tục là hai cái tỷ số ban đầu này thì nó bằng x y phần 24. Mà giờ y phần 3 cũng bằng hai cái tỷ số ban đầu này. Như vậy là ta lại có cái chuyện tương tự. Đó. Là vì x y phần 24 bằng y trên 3. Cho nên ta sẽ tính được x thôi. Giản lược y hai bên ha. Các em sẽ còn lại là x trên 24 là bằng 1 trên 3. Từ đây các em suy ra x sẽ bằng 24 chia 3 là 8. 8 3 24 ha. Y bằng 6 còn x bằng 8. Vậy tích của x y là 6 x 8 là bằng 48 nha. Đáp án này. Con chuột một tam giác cân có độ dài hai cạnh. Một tam giác cân, giờ thầy vẽ hình nè. Vẽ hình nè. Rồi, tam giác cân các em. Cái phần mềm vẽ hình này rất là hay ha. Thầy vẽ tam giác cân nha. Tam giác cân đây. Đây, tam giác cân. Một tam giác cân có hai cạnh là 4 và 23. Thì giờ giả sử trong tam giác cân có hai cạnh bằng nhau, các em nhớ điều đó. Giả sử hai cạnh cân là 44 thì cạnh còn lại là 23. Thì giờ các em sẽ thấy điều rất vô lý nè. 4 cộng 4 là mới bằng 8 thôi. Còn cạnh dưới bằng 23. Đúng không? Không bao giờ xảy ra chuyện đó, đúng chưa? Từ đây tới đây là 23. Thì từ đây lên đây, rồi từ đây lại xuống đây, thì không thể nào mà nhỏ hơn 23 được. Cái này sau này các em học người ta gọi là bất đẳng thức tam giác đó. Bây giờ thì các em chưa học đâu. Ta lấy ví dụ đây, từ nhà tới trường nè là 23 mét đi. Rồi từ đây qua đây là quán internet là 4 mét. Rồi từ quán internet lại ra trường là 4 mét nữa. Thì thấy vô lý, 4 mét cộng 4 mét là 8 mét. 8 mét thì nhỏ xa, nhỏ thua xa 23 đúng không? Vậy là hai cạnh không thể bằng 4 được. Như vậy là hai cạnh phải bằng 23. Thì nó mới ra tam giác cân mà nó hợp lý hơn. Hiểu chưa? Đó. Như vậy là 23 thì nó mới hợp lý, 4 cộng lại. 23 là bằng 46 cộng 4 là bằng 50 ha. Đáp án là 50. Con rồng trên cùng mặt phẳng tọa độ cho điểm A có tọa độ là A và B. Thì cái này ở khóa học tới thầy sẽ hướng dẫn kỹ cho các em về toán đồ thị. Ở V72 thầy cũng đã giới thiệu rất là sơ lược về toán đồ thị rồi. Còn lên V73 thầy sẽ dạy cũng kỹ hơn nữa ha. Xóa này đi. Điểm A thuộc đồ thị hàm số, cho nên khi lấy hoành độ của điểm A thay cho chữ x, tung độ điểm A thay cho chữ y, thì ta sẽ có hai vế bằng nhau. Tức là mình sẽ có B bằng trừ 0,5 nhân A. Đó. Rồi giờ thêm một dữ kiện nữa là A cộng B là bằng 4. Đề cho đó mà. Từ đây các em có thể dùng cái kỹ thuật trong khóa học V71 để các em tìm được A và B rồi đó. Khóa học V71 thì dạy cái cách tìm A và B từ hai dữ kiện này rồi, đúng không? A nè. Cộng cho B là đổi thành âm 0,5 A nè. Rồi kết quả người ta cho bằng 4. Rồi mình báo hiệu là đi tìm A. Các em coi lại khóa V71 nha. Rồi thầy vừa tìm xong A. A bằng 8 các em nhé. Các em dùng kỹ thuật trong khóa học V71 ha. A bằng 8 rồi thì B sẽ bằng âm 4 thôi. Thì 4 trừ 8 là ra âm 4.
Và khi đã có A có B rồi thì các em tính A mũ 3 cộng B mũ 3 thì chuyện nhỏ thôi, đúng không? Là mình lấy 8 mũ 3 cộng cho âm 4 mũ 3. 8 mũ 3 này, 8 mũ 3 cộng cho âm 4 mũ 3 thì bằng 448 thôi nhé. Đó, em nào học khóa học V71 rồi thì làm nhanh lắm. Còn nếu giả sử các em chưa học V71 á, thì các em cũng làm được thôi. Chúng ta dùng tính chất dãy tỉ số bằng nhau nè. B trừ 0,5 bằng A. B bằng trừ 0,5 nhân A. Thì suy ra là B trên trừ 0,5 sẽ bằng A trên 1. Tự hiểu. Nhưng chéo lại nó bằng mà. Rồi dùng tính chất dãy số bằng nhau nè. B cộng A. Ở dưới là trừ 0,5 cộng 1 là thành 0,5. B cộng A thì bằng 4. Đúng không? B cộng A thì bằng 4. Ở trên tử là 4, ở dưới là 0,5. Thì kết quả chia nó sẽ ra 8. Vậy từ đây nhân chéo đi. A phần 1 bằng 8. Thì A sẽ bằng 8 thôi. Đấy. Còn B phần trừ 0,5 bằng 8. Thì B sẽ bằng trừ 4. À, cũng ra kết quả giống vậy. 448 đây. Rồi, F của trừ 1 phần 5, các em thay vô đây thôi, thay vô đây tính thôi. 2 nhân cho trừ 1 phần 5, trừ 1 là bằng âm 7 phần 5. Tính giá trị tuyệt đối là ra 7 phần 5. Vậy kết quả là 1,4 ha, 1,4. Còn trâu, trường hợp nào không sử dụng để chứng minh hai giá bằng nhau đây? Làm gì có trường hợp góc góc? Con mèo có bao nhiêu điểm dưới đây thuộc đồ thị hàm số, cứ thay vô kem, lấy hoành độ của các cái điểm nó thay cho x, tung độ thay cho y, mà hai vế bằng nhau thì thuộc. Thầy thấy điểm A là thuộc á, trừ không bình là không, vứt luôn đi, vậy là bằng trừ 2, đúng. Trừ 1 vô đây là trừ 1 bình là cũng bằng, cái này B cũng thuộc, thay vô cũng bằng. 1 thay vô đây, trừ 1 bình là bằng trừ 1, trừ 2 cũng bằng trừ 3, 3 điểm này đều thuộc hết kem. Con heo cho hàm số này với x là số nguyên. Rồi các em dùng cái bài giảng cuối cùng trong khóa học V71 nha. Dùng bài giảng cuối cùng trong khóa học V71 để các em tìm cho nó nhanh. Các em bấm máy. Cái chức năng khảo hàng loạt á. Bài giảng cuối cùng trong khóa học V71 sẽ giải quyết bài này gọn gàng. Giá trị lớn nhất của hàm số f(x) 15 trừ x. Rồi thầy cho chạy từ trừ 19. Thầy cho chạy từ trừ 19 tới trừ 1 đã. Bước nhảy là 1 thôi. Rồi giá trị lớn nhất sẽ bằng bao nhiêu? Càng nhảy càng tăng nè. 3,12. Rồi giảm 10, 1, 2, 5, 1, 3. Rồi tiếp. Rồi 3,14 là giảm hả? 3,15. Rồi bây giờ 3, càng ngày càng tăng nè. 3,18. Vậy tiếp tục rồi các em. Chuyển qua vùng số dương luôn. Bây giờ thầy cho chạy từ x chạy từ 0 cho tới 19. 3,2, 3,21. Rồi tăng càng ngày càng tăng nè. 3,6, 4. 4,5, tăng 6. Giá trị lớn nhất là bằng 6 rồi đó. Đạt được khi x bằng 14. Tiếp tục cho chạy vài đoạn nữa coi. Chạy từ 20. À xin lỗi, chạy từ 16 chứ. 16 cho tới 35. Ồ, bây giờ nó giảm xuống kìa. Như vậy là giá trị lớn nhất là đạt được khi x bằng 14. Em nào tham gia khóa học V71 thì mới hiểu được em nhé. Còn không là chịu thôi. Rồi, chia hai lũy thừa cùng cơ số thì nó bằng giữ nguyên cơ số là bằng A. Rồi là hai mũ trừ nhau là thành A mũ 4. Hai này chia nhau là bằng A mũ 4 nè. A mũ 4 tức là trừ 4 tất cả mũ 4 đó các em. 4 mũ 4 đó.
256 ha. 256. Cái bài khó khó hồi nãy thầy giải bằng kỹ thuật trong khóa học V71, còn qua nít 2 thầy sẽ giải bằng toán học cho các em coi. Những em nào chưa có học khóa học V71 thì cũng làm được ha. Đừng có sợ. Đừng để điểm rơi. Rồi, cái này thì mình làm không biết bao nhiêu lần rồi ha. Trong khóa học V71, V72 thầy đều nhắc tới hết. Bây giờ 3x trên 4, học trò của thầy sẽ làm theo cái kiểu sau đây. 3z trên 5. Thôi, mình làm bằng cách giống trên lớp thử coi. X 3x phần 4, như vậy là thành x phần 4/3. Còn bên này là y phần 2 thì để nguyên. Còn 3z phần 5 chính là z phần 5/3. Thông tin các em cứ nhân nghịch đảo lại là ra không? Rồi mình dùng tính chất giải tỉ số bằng nhau nè. Tử là y trừ z, thì ở dưới bắt chước theo là 2 trừ cho 5/3. Y trừ z thì bằng gì? Y trừ z là bằng 15. Còn 2 trừ 5/3 là bao nhiêu nhỉ? 2 trừ cho 5/3 là bằng 1/3. Vậy chỗ này nó sẽ bằng 45. Lúc đó x cộng y cộng z, các em tự tính ra đi. X sẽ bằng gì? 45 nhân 4/3. 45 nhân 4/3 thì x sẽ bằng 60 nè. Còn y là bằng 2 nhân 45 là bằng 90 nè. Còn z là bằng 45 nhân cho 5/3 là bằng 75. Rồi lấy 3 số cộng lại, 60 cộng 90 cộng 75 là bằng 225. 225 nhé. Tính riêng x, riêng y, riêng z ra rồi cộng lại 225. Điểm này thuộc đồ thị hàm số này thì mình sẽ thu được công thức nào? Lấy hoành độ của điểm B thay vào chữ x, lấy tung độ điểm B thay vào chữ y. Vậy ta có công thức mới là trừ B bằng 1/5 nhân cho 0.25. Lấy đi, 1/5 nhân cho 0.25 thì bằng 1/20 các. Trừ B bằng 1/20. Vậy B sẽ bằng trừ 1/20. Trừ 1/20 các em nhé. Rồi, cái này ta dùng chức năng tìm x cũng được ha. Dùng chức năng tìm x thì coi nó tìm nổi không. 3/4a trừ 4/a 13/20. 3/4a trừ 4/a 13/20. Rồi đợi máy nó giải. Cái chữ cần tìm nằm dưới mẫu là máy nó hay bị treo lắm kìa. Rồi mình có thể đổi đề thành cái đề mới mà cái chữ cần tìm nó nằm ở trên tử á, thì nó đỡ hơn, nó đỡ treo hơn. Thầy quy đồng bên trái nó sẽ là 3a. Thầy quy đồng bên đâu? 3/4a. Bên kia thầy quy đồng là 4 × 4. 4 × 4 ở dưới là 4a luôn. Nhân cả tử và mẫu cho 4 đúng không ạ? Rồi như vậy là mình có tiếp cái đề mới là 3 trừ cho 16. 4 × 4 = 16. 3 × 16 = 4a sẽ bằng 13. Máy nó ra rồi kìa. Máy nó ra ít. Nó ra bằng trừ 5. A bằng trừ 5. Đi thi game đem theo hai máy nha. Một máy nó chạy nó treo đợi, còn một máy mình tính cũng được. Máy nó ra A bằng trừ 5 rồi kìa. Còn trên này thì sao?
3 trừ 16 thì bằng trừ 13 thôi. Rồi từ đây các em suy ra là 4A là nhân chéo chia ngang. 4A sẽ bằng trừ 13 nhân 20 chia 13 là bằng trừ 20. Vậy A đúng bằng trừ 5 luôn. Rồi, bài này 3 mũ 6 là bên phải, còn bên phải là 3 mũ 2x. Lý thừa của lý thừa đó, từ đây suy ra 6 sẽ bằng 2x. 6 bằng 2x thì x sẽ bằng 3. X bằng 3 thì thế vô đây thôi. 3 mũ 2 là 9. 9 cộng 4 là bằng 13. Rồi, lại dùng cái hệ trục tọa độ để làm việc cho nó dễ. Xóa này, xóa này. Điểm B có tọa độ là trừ 2, 3. Rồi, điểm C có tọa độ là 3, 3. Các em đi thi đem theo giấy caro để vẽ hình cho nó nhanh nha. Chứ giấy A4 làm nó lâu lắm. Còn mấy cái ô nó không có chuẩn. D nè, trừ 3 trừ 2. Rồi, biết A là điểm có tọa độ sao cho ABCD tạo thành hình vuông. Thì A nằm vùng vùng đây nè. Đó, thì nó mới may ra nó thành hình vuông được, đúng không? Đấy. Thì A có tọa độ là trừ 2, trừ 2 các em nhé. Tính diện tích của hình vuông đó. Và diện tích của hình vuông đó là sẽ bằng bao nhiêu? Giờ mình tính cạnh đã. Cạnh từ đây tới đây là mấy đơn vị? Cạnh từ đây tới đây là 5 đơn vị ha. Rồi 5 x 5 là bằng 25. Diện tích hình vuông bằng cạnh. 25 đơn vị diện tích. DVT là đơn vị diện tích. Chú chà, kinh hoàng. Nhưng đây là một bài mẫu ở trong khóa học V72 các em ha. Cái giá trị đối này luôn luôn lớn hơn hoặc tồi nhất bằng 0. Cái này cũng luôn luôn lớn hơn hoặc bé nhất bằng 0. Nên luôn luôn lớn hơn 0 hoặc bé nhất bằng 0. Ba cái này đều lớn hơn bằng 0. Mà khi cộng lại lại muốn bằng 0. Như vậy ba cái này đều phải bằng 0 hết, đều phải bé nhất bằng 0 hết thì cộng lại nó mới bằng 0 chứ. Thì cái thứ nhất muốn bằng 0 á thì x phải bằng trừ 17 trên 3. Cái thứ hai muốn bằng 0 á thì y phải bằng 2000 trên 199. Cái thứ ba muốn bằng 0 á thì z phải bằng 2005. Người ta bắt tính x cộng z kìa. Vậy các em lấy x cộng z nè. Còn y thì đừng quan tâm ha. Trừ 17 phần 3 cộng cho 2005 thì bằng 5998 phần 3. Không có máy tính là bó tay kìa. Rồi bài này. Bây giờ bài này á thì trong khóa học V72 cũng có một bài mẫu tương tự rồi. 5 mũ 3x trừ 1 sẽ bằng 1/625. Tức là 1/5 mũ mấy nhỉ? Cái mò thử coi. 5 mũ mấy thì ra 625. Mò thử nha, 5 mũ 5 thử coi. Ra 3/125 mà lớn quá, giảm xuống 5 mũ 4. 5 mũ 4 kìa. 1/5 mũ 4 thì nó bằng 5 mũ trừ 4. Cái này các em nghiên cứu khóa học V72 của thầy nha, thầy không có giải thích nhiều đâu. Vậy tóm lại 1/625 là bằng 5 mũ trừ 4 đó. Rồi hai lý thừa bằng nhau, giống nhau phần cơ số. Như vậy số mũ phải bằng nhau. 3x trừ 1 phải bằng trừ 4. Từ đây các em suy ra 3x sẽ bằng trừ 3.
tức là x sẽ bằng trừ 1. X bằng trừ 1 ha. Tiếp tục. Rồi, đây là bài toán trẻ củi. Bài toán trẻ củi ở trong khóa học V72 thầy đã dạy. Đó. Còn không thì các em lười á, các em quánh luôn, các em lấy máy tính các em bấm ấn luôn cho thầy. Ở đây tiết kiệm thời gian đi, qua nick 2 là thầy giải kỹ hơn. 7 phần 12 trừ cho 9 phần 45 20 cộng 11 phần 30 56 30 đó mà. 7 phần 12 trừ 9 phần 20 cộng 11 phần 30 trừ 13 phần 6742 cộng 15 phần 56 trừ 17 phần 89 8972 và cộng cho 19 phần 90 13 phần 30 ấy. Máy tính nó chịu được thì mình cứ ấn chứ tội gì để đau đầu. Còn khi nào máy nó bó tay thì mình sẽ biến đổi bằng toán học, dùng cái đầu của mình ha. Rồi, các em vẽ hình. Vẽ hình nhanh. Rồi, bài này các em vẽ hình nhanh với thầy ha. Bây giờ thầy sẽ có một cái tam giác bình thường. Một cái tam giác em. Mà có góc A là nó bằng 60 độ ha. Rồi từ A thầy kẻ vuông góc xuống. Đó. Rồi từ từ đây thầy kẻ vuông góc lên. Rồi trên tia đối thầy lấy điểm luôn. Đỡ mất công. Cái em vẽ ăn chập nó cũng ra giống thầy à. Rồi cái hình nó như thế này. Rồi đây là điểm A, đây là điểm B, đây là điểm C, đây là điểm H, còn hai điểm nữa, đây là điểm nữa nè, đây là điểm nữa. Sao mấy cái điểm nó to dưới nhỉ? Ok, điểm này là điểm Y, điểm này là điểm K, rồi điểm này là điểm E. Cái vẽ anh chập ra giống thầy à. F. Rồi. Các em sẽ chứng minh được hai tam giác này bằng nhau nè. A, EI và AHI tự chứng minh nha. Bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh đó. Rồi AFK cũng bằng tam giác AHK, hai tam giác này bằng nhau cạnh góc cạnh. Vậy là hai góc này bằng nhau các em. Hai góc này bằng nhau. Rồi hai góc này cũng bằng nhau. Hai góc tương ứng. Trong khi đó thì cái góc hai cái góc này cộng lại là bằng 60 độ. Như vậy hai góc bên ngoài cộng lại cũng bằng 60 độ các em nhé. Tóm lại là gì? Tóm lại là góc A. Đây góc này với góc này bằng nhau này. Rồi góc này với góc này cũng bằng nhau này. Như vậy là góc EAF là sẽ bằng gấp đôi 60 độ các em nhé. Đây, góc này bằng góc này thì nó lại, góc này bằng góc này thì nó lại. Rồi hai góc này cộng lại bằng 60 thì cái góc bên ngoài cộng góc bên ngoài cũng bằng 60, như vậy cả góc này là bằng 120. Bây giờ thì nối E với F lại. Cạnh AE bằng cạnh AH. Hai giác bằng nhau mà. Cạnh AF cũng bằng cạnh AH. Như vậy bắc cầu thì hai cạnh này sẽ bằng nhau. Như vậy tam giác EAF là tam giác cân các nhé. Tam giác cân mà góc trên này là bằng 120 rồi. Góc đen này 120 thì góc AEF sẽ bằng 180 trừ đi 120 rồi chia đôi. Như vậy nó sẽ bằng 180 trừ 120 là 60, chia đôi là 30 ha. Ngẫm nghĩ lời thầy giảng nha. Hết giờ. Chu vi tam giác là 60. Các đường cao là 12,
15 và 20. Rồi. Bây giờ cái cảnh ứng với 12 á, rồi cảnh ứng với 15 mà cảnh ứng với 20 nó sẽ tỷ lệ nghịch với 12, 15 và 20 các em nhé. Như vậy là cái cạnh đối diện với lại cái cạnh tương ứng của đường cao 12 thì gọi là A, thì nó 12 nhân A nó sẽ bằng 15 nhân B và bằng 20 nhân C. Đó. A là cạnh ứng với 12, B là cạnh ứng với 15, C là cạnh ứng với 20. Từ đây các em sẽ suy ra là A trên 5 bằng B trên 4 và bằng C trên 3. Các em lấy 3 cái này chia cho 60 nè nha. Chia 60. Rồi bây giờ mình cộng 3 cái tử lại, A cộng B cộng C là bằng 60. 60 là ước chung lớn, à, bộ chung nhỏ nhất của 12, 15 và 20 đó các em. 5 cộng 4 cộng 3 là sẽ bằng 12. 60 chia 12 là bằng 5. Vậy cạnh lớn nhất là 5. 5 phần, A phần 5 phần 5, vậy là bằng 25 cm các em nhé. Hết giờ rồi, cuối giờ thầy giảng thêm cho nó dễ hiểu. Rồi, giờ thầy giảng ngay chỗ này luôn. Cái này hơi khó hiểu. Thầy giảng chỗ này nhiều em không hiểu nè, tội. Trong một tam giác thì ba cạnh của tam giác sẽ tỷ lệ với ba đường cao tương ứng, tỷ lệ nghịch á. Đây thì có tam giác này, ba cái đỉnh này mình cho nó nhỏ lại đi, to quá đó. Ba cái đường cao bây giờ đường cao này là 12 ha, đường cao là 12. Ừ, đây là 12, còn đường cao này là 15. Đây là 12 thì đây 15 thì có vẻ hợp lý hơn. Và một cái nữa là bằng 20 ha. Rồi cái cạnh ở dưới đây, cái cạnh ứng với 12 á thì gọi là A. Cái cạnh này là A đó. Còn cái cạnh ứng với 15 là B. Còn cạnh ứng với 20 á là C. Giờ các em biết tại sao ba này bằng nhau không? Dễ ổn mà. Tại vì diện tích tam giác á, các em học ở lớp tiểu học rồi, diện tích tam giác là bằng cạnh nhân đường cao chia đôi ha. Vậy là nó bằng cạnh A nhân đường cao 12 chia đôi. Là 12 nhân A được chia đôi này. Ngoài ra là diện tích tam giác có thể tính theo cái cạnh B với lại đường cao 15 nữa. Vậy mình lấy 15 nhân B chia đôi. 15B chia đôi. Rồi gì nữa, nó có thể là tính diện tích theo cách là lấy cạnh C nhân với 20 chia đôi nữa, 20C chia đôi. Mà ba cái này chỉ có là bằng nhau với tam giác này, có một tam giác mà, thì diện tích kiểu một diện tích thôi. Vậy tính ba kiểu này, tính ba kiểu khác nhau nhưng mà chỉ có một kết quả thôi, là S thôi đúng không? Vậy ba cái này phải bằng nhau. Đó. Rồi ba cái này bằng nhau thì các em bỏ cái mẫu 2 đi. Ba phân số bằng nhau mà mẫu 2 giống nhau thì suy ra ba cái tử bằng nhau. Thấy không? Đó là lý do mà dẫn tới cái chuyện là ba cạnh của tam giác thì tỷ lệ với ba đường cao đó các em. Rồi từ đây các em lấy ba cái này các em chia cho bộ chung nhỏ nhất của 12, 15 và 20, đó là 60 ha. Cái này cũng vậy. 15B các em đem chia cho 60, 20C các em đem chia cho 60.
thì nó ra này, 12 rút gọn với 60 ra 5, 15 rút gọn với lại 60 là ra 4. 4 x 15 là ra 60. 20 với 60 là ra 3, thấy không? Rồi lại dùng tính chất giải tính số bằng nhau là xong. Cạnh A là 5 phần, cạnh B 4 phần, cạnh C 3 phần. Vậy là A là 5, 5 phần nhân 5 là 25. Vậy các em nhé. Hiểu không? Hiểu không nổi hả? Không hiểu thì thầy cũng chịu á. Các em nhớ tham gia khóa học V73 để chuẩn bị cho thi vòng huyện các em nhé. Rồi cuối hè thầy sẽ mở cái lớp học thêm trên mạng để luyện nâng cao lớp 7. Rồi làm quen với kiến thức lớp 8 luôn. Thì vô năm các em học các em đỡ mệt. Các em nhớ tham gia nha. Tiền bạc không có bao nhiêu đâu. Thầy Lan còn tỏa kiến thức là chính thôi. Rồi tạm biệt các em. Bye bye, hẹn gặp lại ở nick số 2. Nhớ vào trang web của thầy và đăng ký học ngay đi.